Học viện Nhiếp ảnh Quảng cáo Chuyên Cô Đô, và đây là series Tội gì cũng hỏi, nơi mà Chuyên Cô Đô Academy nhận và trả lời các thắc mắc của mọi người về các vấn đề liên quan đến nhiếp ảnh trong studio. Và câu hỏi tuần này chúng ta nhận được là từ bạn Đăng. Bạn Đăng có hỏi rằng là: anh Chiêm ơi, thì hiện tại em đang có một cái đèn studio ấy, và đang gắn một cái softbox. Nhưng mà nhiều khi là em khi đi làm ngoài job ấy, đi ngoài trời ấy, nhiều khi là em mang cái đèn speedlight đi. Thế thì bây giờ nếu em thay cái đèn studio đấy bằng cái đèn flash nhưng mà vẫn sử dụng cái softbox đấy thì hiệu hay sao, nó có khác nhau không? Cảm ơn Đăng. Thì đây cũng là một trong những cái câu hỏi mà được rất nhiều người quan tâm, bởi vì là như chúng ta biết được rằng là đèn studio của chúng ta thì chúng ta sẽ kiểu nó hoạt động dưới đến điện, đúng không? Nên khi chúng ta đi ra ngoài hoặc khi chúng ta đến những nơi mà không có nguồn điện thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải dùng đèn speedlight rồi. Nên là giữa sự khác biệt giữa speedlight và cả studio khi dùng cùng một cái light modifier thì có khác gì nhau không? Câu trả lời đơn giản nhất cho em đấy chính là nó chả có gì khác nhau cả. Bởi vì chúng ta thấy là rằng là khi mà chúng ta sử dụng light modifier ấy, thì lúc đó thì cái light modifier đó đấy, nó trở thành nguồn sáng. Chứ cái đèn gọi là speedlight hay là cái đèn studio flash lúc đấy của em thì nó không còn là nguồn sáng trực tiếp nữa. Mà khi đó thì cái gì nhỉ? Cái light modifier nó trở thành nguồn sáng trực tiếp. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có hai cái loại đèn trong studio, đúng không? Một là đèn studio flash, tức là strobe. Hai là đèn speedlight. Thì để cho chúng ta phân biệt được rõ ràng cũng như là nó trực quan hơn ấy, thì mình sẽ chụp thử một cái vật rất đơn giản nha. Thì chúng ta sẽ cùng chụp thử. Thì cái đối tượng chụp của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta chụp một cái bát trứng rất là đơn giản thôi để chúng ta minh họa cái hiệu ứng ánh sáng. Thì chúng ta có cái đối tượng chúng ta đặt ở đây trên một cái nền tối. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ đặt cái đèn, đặt cái chân đèn ở một vị trí cố định là ở vị trí này. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cùng một cái softbox, nhưng mà chúng ta sẽ thay cái đèn studio này bằng cái đèn speedlight. Đầu tiên là chúng ta chụp bằng nó đã. Và sau đó thay ra chúng ta sẽ giữ nguyên cái softbox ở đằng trước này. Và chúng ta sẽ thay cái đèn speedlight vào đây. Và chúng ta chụp thử thì chúng ta xem sẽ là khi thay cái nguồn sáng đánh ra ánh sáng ấy, bằng từ đèn strobe, đèn studio flash thành speedlight, hiệu ứng ánh sáng đi qua softbox đánh ra trên sản phẩm thì có thay đổi gì không? Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Khi mà chúng ta đặt hai cái bức ảnh cạnh nhau thì mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ là bức ảnh phía bên tay trái của chúng ta, đúng không? Là chúng ta chụp bằng đèn studio flash, và bức ảnh phía bên phải là chúng ta dùng đèn speedlight. Hai đèn này đặt cùng một vị trí và gắn cùng một cái softbox, cùng cao độ luôn. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái sự ảnh hưởng, tức là cái thay đổi ánh sáng giữa hai cái này nó không nhiều. Thằng softbox thì nó sẽ tán ánh sáng nó sẽ đều hơn một tí thôi. Nhưng mà về mặt hiệu ánh sáng ở trên sản phẩm, ở trên cái bát của chúng ta, đúng không? Chúng ta nhìn là hầu như là nó không thay đổi gì. Thì như vậy chúng ta có thể kết luận một câu là rằng là gì? Cái nguồn sáng đánh ra ánh sáng không quan trọng bằng cái việc là nó đánh qua một cái light modifier nào, hay còn gọi là một loại thiết bị làm thay đổi ánh sáng. Nên là chúng ta quan tâm đến cái việc gì? Là chúng ta quan tâm đến cái việc là cái light modifier của chúng ta nó là loại gì, hình dạng nó như thế nào, cấu tạo nó như thế nào, hơn là nó được chiếu sáng bởi một cái nguồn sáng nào. Dù nó có là đèn speedlight hay là nó có là đèn studio flash, thì hiệu ứng ánh sáng khi mà đi ra vẫn được quyết định hoàn toàn dựa trên cái light modifier mà nó đang được gắn ở trước. Như vậy ở trong vlog lần này thì hy vọng là cái Chuyên Cô Đô Academy đã trả lời một cách đầy đủ và ngắn gọn cho Đăng, để Đăng có thể hiểu được rằng là khi mà chúng ta sử dụng đèn speedlight, đèn studio, thì cái quan trọng nhất của nó ở phần trước nó chính là cái light modifier chúng ta dùng là gì. Và nếu mà mọi người có cái câu hỏi cũng như là các cái thắc mắc gì mà muốn Chuyên Cô Đô Academy giải thích cho mọi người ấy, thì mọi người có thể là điền vào cái form ở phía dưới đường link ở một comment, hoặc là chúng ta có thể comment trực tiếp vào phía dưới. Nhà Chim sẽ thu thập các cái câu hỏi này và sẽ làm các cái vlog để trả lời mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các vlog lần sau của Học viện Nhiếp ảnh Quảng cáo Chuyên Cô Đô.